Cảm ơn quý khán giả đang giữ màn hình của Hồn Việt TV. Trở lại với bản tin chiều thứ hai hôm nay, sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine khen ngợi binh lính và cuộc phản công. Nga công bố việc giao tranh ác liệt vào hôm Chủ nhật trên ba khu vực ở tiền tuyến ở tại Ukraine, trong khi Tổng thống của Ukraine thì khen ngợi binh lính vì đã đẩy lùi kẻ thù và cho biết rằng cuộc phản công tiến triển tốt đẹp. Đánh giá tình hình dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km được đưa ra một ngày sau khi phái đoàn Phi Châu kết thúc cuộc đàm phán với Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Trong khi đó, thì Liên Hiệp Quốc cáo buộc Moscow đã không để cho Liên Hiệp Quốc cung cấp hỗ trợ cho các khu vực ở Ukraine mà hiện nay Nga đang kiểm soát, đã bị ảnh hưởng về vụ vỡ đập thủy điện, nhấn chìm nhiều khu vực và làm cho hàng ngàn người trở thành vô gia cư. Một quan chức do Nga bổ nhiệm cho hay, Ukraine vừa giành lại làng Piatykharki ở khu vực Zaporizhia và đã đào hào ở đó trong khi bị Nga pháo kích. Vladimir Rogov cho biết rằng đợt tấn công như sóng của Ukraine mang lại kết quả mặc dù bị tổn thất lớn. Bộ Quốc phòng của Nga thì không đề cập đến Piatykharki trong bản tin cập nhật hàng ngày, chỉ cho biết rằng lực lượng của Nga đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại ba khu vực trên tiền tuyến. Lực lượng Vostok của Nga thì cho biết rằng Ukraine chưa chiếm được ngôi làng. Báo cáo vào buổi tối của Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine cũng không đề cập đến Piatykharki. Và tuần trước thì Ukraine công bố là giành lại làng Lokhov ở gần đó và các ngôi làng ở phía đông của khu vực Donetsk khi mới bắt đầu phản công. Và Tổng thống Ukraine Zelensky đã khen ngợi binh lính vì đã dũng cảm đẩy lùi các cuộc tấn công gần với Andiivka, là một trong những điểm nóng giao tranh ở miền đông của Ukraine. Hơn 10.000 di dân đến Anh Quốc bằng thuyền nhỏ từ đầu năm đến nay. Bộ Nội vụ cho biết, từ đầu năm đến nay, 10.139 di dân đến Anh Quốc bằng thuyền nhỏ. Con số này giảm hơn 1.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, khi hơn 11.300 người vượt biển đến Anh Quốc tính cho đến ngày 17 tháng 6. Chủ nhật tuần trước ghi nhận số di dân lớn nhất vượt biển trong một ngày kể từ đầu năm đến nay, với 549 người thực hiện hành trình nguy hiểm. Di dân vượt biển gia tăng trong những ngày gần đây vì đợt nắng nóng, với 486 người đến Anh hôm thứ Sáu và 374 người đến hôm thứ Bảy. Thủ tướng Rishi Sunak liên tục cam kết chặn đứng di dân và xem đây là một trong những vấn đề ưu tiên cao nhất của ông. Di trú từ lâu là một vấn đề chính trị nóng bỏng ở Anh và là một trong những chủ đề chính trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 để nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Kế hoạch đưa người xin tị nạn sang Rwanda bị chặn lại ở các tòa án. Ông Sunak tháng trước cũng công bố các biện pháp để hạn chế di trú hợp pháp mà ông gọi là quá cao. Bắc Hàn gọi cuộc phóng vệ tinh bất thành là thất bại lớn nhất. Hãng thông tấn KCNA vào hôm nay cho biết, tại cuộc họp gần đây nhất của Đảng Cầm quyền, Bắc Hàn đã gọi cuộc phóng vệ tinh quân sự bất thành vào tháng trước là một thất bại lớn nhất. Cuộc họp toàn thể được mở rộng diễn ra từ thứ Sáu cho đến ngày Chủ nhật, yêu cầu các nhà nghiên cứu phân tích cuộc phóng vệ tinh quân sự bất thành và chuẩn bị cho cuộc phóng thử khác trong thời gian sắp tới. Những người chịu trách nhiệm cho cuộc phóng vệ tinh đã bị phê bình nghiêm khắc. Và đây là cuộc họp toàn thể mở rộng thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Bắc Hàn khóa 8. Thừa nhận trục trặc kỹ thuật thẳng thắn một cách bất thường sau cuộc phóng vệ tinh. Vì những công bố là hỏa tiễn rơi xuống biển sau khi mất lực đẩy do khởi động bất thường của động cơ tầng 2. Và Bắc Hàn cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân và đoàn kết với các nước phản đối chiến lược thống trị thế giới của Hoa Kỳ. Cuộc họp còn thảo luận đến việc bảo đảm tự chủ nguồn cung cấp lương thực bằng cách tăng sản lượng nông nghiệp của đất nước và đạt mục tiêu sản xuất ngũ cốc hàng năm. Đầu năm nay thì Bộ Thống nhất của Nam Hàn cho hay tình hình lương thực ở Bắc Hàn dường như ngày càng trầm trọng hơn. KCNA cũng cho biết là ông Kim Yong-choi trước đây là trưởng ban công tác mặt trận thống nhất và là phụ tá thân cận của Chủ tịch Kim Jong-un,
vừa được bổ nhiệm làm ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Năm 2019, thì một nhà lập pháp Nam Hàn lúc đó cho hay là ông Kim Jong-cho đã bị gạt sang một bên sau khi cuộc họp thượng đỉnh với Hoa Kỳ không đạt được thỏa thuận. Ông là người phụ trách các cuộc đàm phán cho hội nghị thượng đỉnh với phía Hoa Kỳ và làm việc với Ngoại trưởng Mike Pompeo vào lúc đó. Tiếp tục phần tin liên quan đến Á Châu, Thái Lan tổ chức cuộc họp về Miến Điện nhưng một số thành viên ASEAN không tham dự. Thưa quý vị, Thái Lan hôm nay đã tổ chức cuộc họp nhằm tiếp xúc lại với các lãnh đạo quân đội bị xa lánh của Miến Điện. Mặc dù các nước láng giềng Đông Nam Á quan trọng không tham dự cuộc họp, sự kiện bị những người chỉ trích xem là phá hoại sự đoàn kết trong khu vực về cuộc khủng hoảng của Miến Điện. Các vị tướng của Miến Điện không được mời tham dự các cuộc họp cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kể từ khi họ lên nắm quyền trong cuộc đảo chánh vào năm 2021 và đàn áp những người phản đối họ. Chính quyền Thái Lan sắp mãn nhiệm mời các bộ trưởng ngoại giao ASEAN thảo luận một đề nghị để Miến Điện tái tiếp xúc đầy đủ ở cấp lãnh đạo với ASEAN. Trong cuộc phỏng vấn với đài Thai PBS phát sóng hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramutwinai cho biết cuộc khủng hoảng ở Miến Điện đẩy người tị nạn sang Thái Lan và ảnh hưởng lớn đến thương mại. Ông Don nói rằng Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nhất nếu chúng ta để cho tình trạng này kéo dài. Có thể nói, Thái Lan là nước duy nhất trong ASEAN muốn vấn đề này chấm dứt càng sớm càng tốt. Hai nguồn tin thân cận cho hay, Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện Thanh Siri sẽ dự cuộc họp. Nhưng một số thành viên ASEAN không dự cuộc họp và những nước khác chỉ cử quan chức cấp thấp hơn. Indonesia, chủ tịch hiện tại của ASEAN, từ chối tham dự. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nói rằng, cuộc họp mới nhất của khối không đạt được đồng thuận để tái tiếp xúc hay đưa ra biện pháp mới cho vấn đề Miến Điện. Nhật Hoàng gặp Tổng thống Indonesia trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên. Nhật Hoàng Naruhito vào hôm nay gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi lên ngai vàng Hoa Cúc vào năm 2019. Ông Widodo và phu nhân là Iriana đã đón tiếp Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu là Masako tại dinh Tổng thống Bogor. Ông Widodo cho biết là ông cảm thấy rất vinh dự vì Indonesia là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm ngoại quốc song phương của Nhật Hoàng. Nhật Hoàng Naruhito tìm cách thúc đẩy mối liên hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Indonesia trong chuyến thăm một tuần, và hai vị lãnh đạo sẽ bàn thảo về việc hợp tác giữa hai nước. Nhật Hoàng cho hay ông và Hoàng hậu có thể hiểu rõ hơn nhân dân và văn hóa của Indonesia. Trong cuộc họp báo chung thì Nhật Hoàng cho biết là ông hy vọng trao đổi giữa nhân dân hai nước sẽ dẫn đến phát triển mối liên hệ hữu nghị giữa hai bên. Nhật Hoàng đến thủ đô vào hôm thứ Bảy và đến thăm một số địa điểm ở thành phố như là nhà ga Jakarta MRT, tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Indonesia và thực hiện bằng khoản vay từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA. Nhật Hoàng dự tính đến viếng nghĩa trang các anh hùng ở Jakarta trong ngày thứ Ba. Ngày thứ Tư thì ông sẽ đến thành phố Yogyakarta trên đảo Java, trung tâm của văn hóa Java. Và thứ Năm thì Nhật Hoàng dự định đến thăm chùa Borobudur là chùa Phật giáo lớn nhất thế giới. Trước chuyến đi thì Nhật Hoàng cho biết rằng hợp tác với các nước đang phát triển là chìa khóa để đối phó với các thách thức toàn cầu như là khí hậu biến đổi, năng lượng và lương thực. Một 120 người được cứu thoát trong vụ cháy phà ở Philippines. Thưa quý vị, toàn bộ 120 người trên chiếc phà bốc cháy ngoài biển ở miền trung Philippines hôm Chủ nhật được cứu thoát. Tuần Duyên cho biết phà MV Esperanza Star bốc cháy trong khi đang đi từ đảo Siquijor ở miền nam đến đảo Bohol ở gần đó. Nhóm cứu hỏa của Tuần Duyên xịt nước vào chiếc phà bốc cháy và thông báo đám cháy được dập tắt lúc khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Hai tàu Tuần Duyên tham gia dập tắt đám cháy và công việc cứu nạn tiếp tục diễn ra trong vùng biển gần đám cháy. Tình trạng an toàn hàng hải ở Philippines rất kém
Tàu thuyền thường chở quá tải và sử dụng nhiều tàu thuyền cũ kỹ. Hồi tháng 3, một chiếc phà đang chở khoảng 250 người cũng bốc cháy ở miền nam Philippines, làm cho hơn 24 người thiệt mạng. Hàng chục người bị thiệt mạng ở miền Bắc của Ấn Độ trong khi đợt nắng nóng bao trùm khu vực. Báo Times of India vào hôm nay cho biết là ít nhất 54 người bị thiệt mạng tại một quận ở tiểu bang Uttar Pradesh ở miền Bắc của Ấn Độ trong vài ngày qua, khi mà nhà chức trách điều tra liệu là những trường hợp tử vong này có phải là vì đợt nắng nóng trong khu vực hay không. Báo chí địa phương cho hay là có 45 người khác bị thiệt mạng ở tiểu bang Bihar ở gần đó. Cơ quan khí tượng của Ấn Độ vào tuần trước đã đưa ra cảnh báo đỏ về nắng nóng ở một số khu vực của đất nước, trong đó có Uttar Pradesh và Bihar. Chính quyền thì đang điều tra nguyên nhân của những ca tử vong xảy ra trong 3 ngày vào hồi tuần trước ở quận Balila của Uttar Pradesh. Ông Ravindra Kumar là một quan chức của quận cho biết là những trường hợp tử vong này xảy ra tại quận, nhưng rất khó nói là liệu nguyên nhân có phải là do nắng nóng hay không. Một vài trường hợp tử vong thì liên quan đến tuổi già, một số trường hợp khác là vì lý do khác. Hiện thì chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy nắng nóng là nguyên nhân đã gây ra tử vong. Chính quyền đã cách chức ông Diwaka Singh là giám đốc y khoa tại bệnh viện ở tại Balia và cho biết rằng những trường hợp tử vong này là do nắng nóng. Trên mạng xã hội thì phó thủ hiến của tiểu bang Prajesh Pathak cho hay ông Singh đã bị cách chức vì phát biểu vô trách nhiệm. Nhiệt độ thì tăng vọt lên gần 113 độ F ở tại Balia trong những ngày gần đây, trong khi cuộc khủng hoảng điện đã làm cho tình hình trầm trọng hơn. Còn báo Hindustan Times cho biết ở tại Bihar thì có 45 người bị thiệt mạng vì những căn bệnh liên quan đến nắng nóng. Thưa quý vị, cũng liên quan đến thời tiết, ít nhất 13 người thiệt mạng vì bão ở Brazil. Một trận bão đi qua miền nam Brazil làm cho ít nhất 13 người thiệt mạng và buộc hàng ngàn người phải di tản. Nhà chức trách cho hay 4 người mất tích ở tiểu bang Rio Grande do Sul. Mưa lớn và gió mạnh gây thiệt hại tại hàng chục thành phố ở tiểu bang đó, kể cả thủ phủ Porto Alegre. Cơ quan bảo vệ dân sự tiểu bang cho biết tổng số người thiệt mạng tăng lên 13 người sau khi phát hiện thêm 2 thi thể ở thành phố Caraa, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo truyền thông địa phương, một em bé 4 tháng tuổi nằm trong số người thiệt mạng. Báo Estadão dẫn lời một phụ nữ ở thành phố São Leopoldo cho hay nước dâng cao đến thắt lưng trong nhà của bà. Cảnh sát cứu hỏa đến kịp thời và đưa gia đình bà lên xuồng, sự việc giống như một cơn ác mộng. Những người khác được di tản bằng trực thăng. Thống đốc Eduardo Leite của Rio Grande do Sul đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất với giới chức chính quyền và cứu nạn. Ở Caraa, thống đốc đến thăm một trung tâm cộng đồng sử dụng làm nơi lánh nạn cho hàng trăm người có nhà cửa bị hư hỏng vì trận bão. Ông Leite nói rằng ông vô cùng lo ngại về tình hình ở Caraa. Việc quan trọng hiện nay là xác định khu vực bị ảnh hưởng và những người cần hỗ trợ. Cảnh sát cứu hỏa tiểu bang đã cứu thoát khoảng 2.400 người trong 2 ngày qua. Ông cho biết mục tiêu chính lúc này là bảo vệ tính mạng người dân, cứu những người bị chia cách, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ cho các gia đình. Hàng ngàn người diễn hành vì quyền của người đồng tính cho cuộc diễn hành Vienna Pride. Hàng ngàn người đồng tính nam nữ, lưỡng tính và chuyển giới LGBT và người ủng hộ cho họ đã diễn hành tại cuộc diễn hành Vienna Pride vào hôm thứ Bảy cuối tuần và yêu cầu quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Những người tham gia thì mặc trang phục sặc sỡ, đã nhảy theo điệu nhạc sôi động trên xe diễn hành hay là trên đường phố. Ông Peter Hacker là ủy viên hội đồng thành phố cho hay cuộc diễn hành hàng năm là một phần ý nghĩa của quyền tự do và điều quan trọng đối với nhà chức trách ở thủ đô của nước Áo là không can thiệp vào chuyện ai yêu ai hoặc là ai sống với ai, bất kể đó là nam hay nữ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Hồn Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.